cả nhà yêu. Hôm nay mình đưa cả nhà mình đi một vòng quanh đây để tham quan, xem con dê này, rồi cho bé Chip và bé Moon xem rất là nhiều những qua phố anh nhìn thấy em đang bước một bên nè rất xinh. Nụ cười em rất xinh về nhà anh tập nuôi mèo. Lướt trang mạng tìm mua một bé mẹ ơi đáng yêu, đáng yêu để đồng điệu với em. Ngày qua ngày anh chờ em ở quán cà phê tìm em, nhưng không biết em ở nơi đâu đâu. Giọt cà phê giữa trong tình yêu ngọt ngào chờ em, biết đâu mình lại gặp nhau. Cùng em bé mèo trên phố đi thật chậm, luôn bé mèo trên phố hôn thật chậm. Và ta lại nhìn nhau tình yêu với nhau từ đâu, tình yêu hai đứa từ những bé mèo. Anh yêu em. Hello cả nhà yêu, sáng nay là nhóm mình là mọi người đi ăn sáng. Thì đơn sơ thôi, đây là thầy ăn củ thiếu với cả sườn. Còn mọi người ăn bánh canh này, khó heo này, bánh canh chả cá này, rồi ốc la. Đấy. Hôm nay sáng nay theo lịch là mình đi xem sở thú em. Dạ vâng, hôm nay mình sẽ đi xem vườn thú. Sau đó mình sẽ chơi bữa đi trượt, trượt gì vậy? Trượt phao. Trượt phao. Chắc thầy không trượt phao đâu. Trượt đi thầy, phải trượt thầy. Trượt thử đi không sao đâu thầy. Đây. Cái đời đó. Quay cô bị dây gượt nè. Chạy đi. Đúng rồi. Có cần gì đâu. Có đúng rồi, anh review thôi. Khu vực này là khu vực ăn trưa, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Khu vực nhà anh tập nuôi mèo. Lướt trang mạng tìm mua. Một bé mẹ ơi đáng yêu, đáng yêu. Chưa mà đang đây. Nhưng không biết em ở nơi đâu đâu. Sao cà phê giữa trong tình yêu ngọt ngào chờ em, biết đâu mình lại gặp nhau. Cùng em bên nhau trên phố đi thật chậm, luôn bên nhau trên phố hôn thật chậm. Và ta lại nhìn nhau tình yêu với nhau từ đâu, tình yêu hai đứa. Cùng đưa em lên tàu xuyên đại dương, sẽ đi đến những nơi em muốn đi. Tàu ngầm xuyên qua lớp băng tuyết để nhìn thấy gió đàn cá biển đang nô đùa. Ngàn dặm san hô màu đau đỏ màu trắng hồng, em nhìn thấy những tấm sắt nằm trong tâm trí. Anh đang hướng tới đây, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Để bảo vệ chủ quyền tổ quốc, anh đã bắt được rất nhiều đàn cá mập hung hăng. Hãy trả lại bình yên cho biển đảo Việt Nam. Quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam. Quần đảo Trường Sa. Mình đã đối diện chỗ mình ở cô. Đúng rồi, mình nhìn qua bển đó. Cái phòng mình nhìn qua bển đó. Nhìn cái đảo đó. Hello, mình đã đến chạy xe này, các bạn nhìn này. Ôi xe kia béo nhỉ. Béo cô. Màu trắng hồng em nhìn thấy những đàn cá mập hung hăng. Đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Khi tàu ngầm đi qua các quần đảo, để bảo vệ chủ quyền tổ quốc, anh đã bắt được rất nhiều đàn cá mập hung hăng. Trả lại bình yên cho biển đảo. Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Quần đảo Trường Sa là của Việt Nam. Trường Sa là của Việt Nam. Trường Sa là của Việt Nam. Trường Sa là của Việt Nam.
thương để xưa rồi xa. Nắng giờ đây đến những nơi em buồn. Thâu ngắm xuyên qua lớp băng tuyết để nhìn thấy gió đang ca, biển đang nô đùa, biển dạng sáng hồ màu nâu đỏ màu trắng hồng hồng. Em nhìn thấy những đợt sóng ngầm trong.